Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến Ukraine leo thang với sự triển khai của quân đội Triều Tiên Ngày 28 tháng 10, VOA Tiếng Việt loan tình, Tổng thư ký NATO xác nhận quân đội Triều Tiên được triển khai đến khu vực Kursk của Nga. Theo đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận hôm thứ Hai ngày 28 tháng 10 rằng quân đội Triều Tiên được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến khu vực Kursk. VOA dẫn lời ông Rutte nói với các phóng viên sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nhận được thông báo từ một phái đoàn Hàn Quốc nói rằng sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. VOA nhắc lại, các lực lượng Ukraine đã mở một cuộc tấn công lớn vào Kursk vào tháng 8 và vẫn đóng quân trong khu vực này. Ông đi nói rằng, việc triển khai quân đội Triều Tiên ở Nga cho thấy sự leo thang đáng kể trong việc tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến tranh phi pháp của Nga ở Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là sự mở rộng nguy hiểm của cuộc chiến. Và đây là hình bài trên VOA. Tổng thư ký NATO nói rằng, việc triển khai quân đội Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng ngày càng tăng từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến của Putin và ông ta không thể duy trì cuộc tấn công vào Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài, ông đi nói. VOA cho biết Điện Kremlin bác bỏ các tin tức về việc triển khai quân đội Triều Tiên và nói đó là tin giả. VOA cũng cho biết một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở New York gọi các báo cáo đó là tin đồn vô căn cứ. Trước đó, ngày 26 tháng 10, VOA loan tin Ukraine nói Nga sẽ triển khai lính Triều Tiên ra tác chiến cuối tháng 10. Theo đó, Tổng thống Ukraine Zelensky trích dẫn tin tình báo cho biết Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10. Ông Chilensky không cho biết binh lính Triều Tiên dự kiến sẽ được cử đến khu vực tiền tiến nào hoặc đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác. VOA dẫn tin tình báo của quân đội Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã được ghi nhận ở khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã hoạt động kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Và đây là hình Tổng thống Nga Vladimir Putin, kẻ khởi xướng cuộc chiến phi nghĩa ở Ukraine. Khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt ở Nga và việc huấn luyện đang diễn ra tại năm căn cứ quân sự. Theo VOA, Hoa Kỳ cho biết họ đã thấy bằng chứng về việc quân đội Triều Tiên ở Nga và các nhà lập pháp Hàn Quốc nói khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi sang để hỗ trợ cuộc chiến ở Điện Kremlin ở Ukraine và sẽ còn nhiều hơn nữa. Trong khi đó, VOA dẫn phát ngôn của Tổng thống Nga Putin ngày 24 tháng 10 cho biết thực thi hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng như thế nào là chuyện của Moscow. Ông nói hiệp ước này bao gồm một điều khoản hỗ trợ lẫn nhau cho mọi bên để giúp bên kia đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài. Ông Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và khẳng định đây là việc của chúng tôi. Vẫn theo VOA, các đồng minh phương Tây của Ukraine nói rằng sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là một sự leo thang lớn. Ông Zelensky cho rằng chỉ tuyên bố vậy thôi là chưa đủ. Ông nói thêm sự tham gia thật sự của Triều Tiên trong tác chiến chớ nên chỉ phản ứng bằng những bình luận thờ ơ hoặc không chắc chắn mà phải với áp lực hữu hình đối với cả Moscow và Bình Nhưỡng. VOA cho biết thêm, các công tố viên Ukraine ngày 25 tháng 10 cho hay họ đã mở một cuộc điều tra về việc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong cuộc chiến như một tội ác xâm lược. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc chiến Ukraine leo thang với sự triển khai của quân đội Triều Tiên. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những lo ngại xung quanh hệ thống radar trên đảo Tri Tôn Ngày 27 tháng 10, BBC Tiếng Việt nhận định, radar trên đảo Tri Tôn, Trung Quốc có thể do thám miền Trung Việt Nam và xa hơn. BBC dẫn viện nghiên cứu Chatham House của Anh ngày 17 tháng 10. Theo đó, hệ thống radar trên đảo Tri Tôn sẽ giúp lấp đầy khoảng trống do thám không phận giữa đá Subi và đảo Hải Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu Pauling từ Mỹ cho rằng Trung Quốc ngày càng áp đảo về năng lực radar trên biển Đông và là quốc gia duy nhất có thể giám sát hầu hết những chuyển động trên biển hoặc trên không ở biển Đông. BBC dẫn bình luận của tiến sĩ sát từ Mỹ nói rằng xe có thể phát hiện được máy bay và các thiết bị tàng hình và có thể có sức mạnh răng đe đáng kể. Hệ thống xe có thể cho phép Trung Quốc tạo một hàng rào bao bọc ranh giới yêu sách đường 10 đoạn trên biển Đông một yếu sách rộng lớn, điên rồ và thiếu căn cứ, xâm phạm UNCLOS và các luật quốc tế liên quan. BBC cho biết, theo nghiên cứu của phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng đại học Johns Hopkins tại Mỹ, thì sa phát ra một lượng năng lượng tương đối lớn, có thể gây nhiễu cho hệ thống điện tử hàng không, dẫn đường và thông tin liên lạc của máy bay cả quân sự và dân dụng. Và đây là hình vị trí của hệ thống sa trên đảo Triton. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Colin Cole từ Singapore cho rằng hệ thống SA được thiết kế để chống lại các phương tiện tàng hình của Mỹ. Ông nói, mạng lưới radar này cho thấy trên là sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc so với các đối thủ trên Biển Đông, chẳng hạn như Việt Nam. Giờ đây, vấn đề không chỉ là việc quân đội Trung Quốc tăng cường trang thiết bị quân sự, mà còn là khả năng tự động hóa chỉ huy, đóng vai trò tối quan trọng khi xảy ra xung đột Đặc biệt là về mặt phát hiện, theo dõi và định vị mục tiêu cho khả năng tấn công tầm xa. Cần nhắc lại rằng, khi cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022, máy bay của bà đã cố tình đi theo một hành trình vòng vèo tránh xa biển Đông. Điều này cho thấy mối quan ngại của Washington về khả năng giám sát và theo dõi của Trung Quốc trong khu vực, bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc chạm trán trên không có thể bất ngờ xảy ra tiến sĩ colin Cole nói thêm bbc dẫn đánh giá của giáo sư alexander vung vinh từ mỹ cho rằng tác động lớn nhất là việc trung quốc có khả năng phát hiện các động thái của việt nam trong một phạm vi rộng lớn hơn bao trùm toàn bộ miền trung việt nam và đây là hình bán đảo sơn trà ở đà nẵng nơi có trạm radar được mệnh danh là mắt thần đông dương sẽ mất đi lợi thế khi hệ thống xa trên đảo tri tôn hoạt động tiến sĩ sát cũng nhắc đến khả năng hệ thống xa trên đảo tri -tôn sẽ tạo một chướng ngại đa miền đối với Việt Nam, có thể được dùng để can thiệp hoặc gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc quân sự và dân sự của Việt Nam và thu thập thông tin tình báo gây cản trở quá trình quá cảnh an toàn của các quốc gia khác giữa Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là cảng Đà Nẵng. Sự xâm lấn rộng hơn của Trung Quốc có thể khiến phương tiện của các quốc gia khác đối mặt với rủi ro khi đi qua vùng biển giữa Việt Nam và Hoàng Sa. Giáo sư Alexander đánh giá, Trung Quốc có thể sẽ thử nghiệm chiến thuật mới trên Biển Đông, vẫn tiếp tục các hoạt động thăm dò dầu khí, và dùng các hoạt động này để khẳng định chủ quyền theo đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông, nhưng họ sẽ không lặp lại vụ giàn khoan hải dương 981 vào năm 2014. Xét sức mạnh quân sự vượt trội của Trung Quốc so với Việt Nam hiện nay, tiến sĩ Colin cho rằng hệ thống radar xa trên đảo Tri Tôn cũng có điểm yếu đó là dễ lộ sơ hở, dễ bị tấn công và hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công tầm xa của Hà Nội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những lo ngại xung quanh hệ thống radar trên đảo Triton. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.